Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại hoa thông qua các câu đố vui. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Câu số 1. Hoa gì nho nhỏ, cánh màu hồng tươi, hễ thấy hoa cười, đúng là Tết đến, hỏi là hoa gì? Cô đọc lại câu đố nhé. Hoa gì nho nhỏ, cánh màu hồng tươi, hễ thấy hoa cười, đúng là Tết đến, hỏi là hoa gì nào? Cô có 4 gợi ý: hoa đào, hoa hồng, hoa mặt trời, hoa sen. Và thời gian của chúng ta là 5 giây để chọn đáp án. Các bé đã chọn được đáp án cho mình chưa? Và đáp án chính xác của cô đó chính là hoa đào. Mỗi độ hoa mai và hoa đào nở là báo hiệu Tết đã đến. Câu số 2. Hoa đào ngoài Bắc, gì trong Nam, cánh nhỏ màu vàng, cùng vui đón Tết, hỏi là hoa gì? Cô đọc lại nhé. Hoa đào ngoài Bắc, hoa gì trong Nam, cánh nhỏ màu vàng, cùng vui đón Tết, hỏi là hoa gì nào? Cô có 4 gợi ý: hoa hồng, hoa mai, hoa lan, hoa cúc. Và thời gian để chọn đáp án là 5 giây. Các bé đã tìm được câu trả lời chưa? Và hoa số 3. Hoa gì chỉ nở vào hè, từng chùm đỏ thắm gọi ve hát mừng, hỏi là hoa gì? Cô đọc lại nhé. Hoa gì chỉ nở vào hè, từng chùm đỏ thắm gọi ve hát mừng, hỏi là hoa gì nào? Tương tự, cô cũng có 4 gợi ý: hoa huệ, hoa sen, hoa phượng, hoa mai. Và thời gian của chúng ta là 5 giây để chọn đáp án. Các bé đã tìm được câu trả lời chưa? Và hoa phượng là đáp án chính xác của cô nhé. Câu số 4. Hoa gì nở giữa mùa hè, trong đầm thơm mát, lá xòe che ô, hỏi là hoa gì? Cô đọc lại câu đố nhé. Hoa gì nở giữa mùa hè, trong đầm thơm mát, lá xòe che ô, hỏi là hoa gì nào? Tương tự, cô cũng có 4 gợi ý: hoa mai, hoa sen, hoa ly, hoa tulip. Và thời gian để chọn đáp án là 5 giây.
bé đã tìm được đáp án chưa? Cô xin chúc mừng các bé đã chọn đáp án là hoa sen. Câu số 5. Hoa gì thơm mát xanh xanh? Trưa hè mẹ nấu bát canh ngọt lành, hỏi là hoa gì? Cô đọc lại nhé. Hoa gì thơm mát xanh xanh? Trưa hè mẹ nấu bát canh ngọt lành, hỏi là hoa gì? Cô có 4 gợi ý: hoa cúc, hoa thiên lý, hoa mặt trời. Hoa mặt trời hay chúng ta còn gọi là hoa hướng dương nhé. Và gợi ý thứ 4 là hoa huệ. Thời gian để chọn đáp án là 5 giây. Các bé đã tìm được đáp án chưa? Và cô xin chúc mừng các bé đã chọn đáp án là hoa thiên lý. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!